nói là thường là chúng ta ở trong cái quá trình đi tu á, mình thấy chúng ta lập ra mấy cái nghi lễ, mấy cái hình thức phải thực hiện, thì ví dụ như những người tỉnh thức ngày xưa đi, thì có thể là lập ra những cái hình thức này để mà giúp cái con người muốn tìm sự thật á thực hiện theo. Nhưng mà dần dần á thì con người sẽ đặt ra thêm những hình thức giống như là làm thế này mới đúng, làm thế khác là sai, hay là làm thế này là tốt, làm thế ác, thế khác, là ác hay là có tội, ví dụ vậy. Nhưng mà những cái hình thức này á là để nhận ra giờ em nói theo kiểu tương đối nha, nhận ra chúng ta đều đang sống trong trái tim của Thượng Đế, nói theo kiểu hình thức thì ở đây không có địa ngục ở trong cái trái tim của Thượng Đế không không có địa ngục được, mà chúng ta luôn sống ở trong đó. Em bữa hôm em mới thấy một bạn đăng cái hình, cái bài, cái cover của cái cuốn sách đối đối thoại với Thượng Đế, không biết em gặp cuốn đó chưa. Em chưa đọc, em chưa đọc, nhưng mà em nghe nhiều người nhắc tới cuốn đó lắm. Nhưng mà ở ngoài bìa đó nó có một cái câu mà em thấy thú vị, có nghĩa là cái câu đó là đối thoại với Thượng Đế, rồi câu subtitle dưới là Hitler đã lên thiên đàng có nghĩa là nó rõ như vậy đó, có nghĩa là chúng ta đều sống ở trong trái tim Thượng Đế chứ nó không có cái địa ngục. Mọi nơi đều là thiên đàng cả, nghĩa là chúng ta hình dung nó ra như thế nào thôi. Chúng ta đang chơi cái trò như thế là thiên đàng là một cái nơi mà muốn chơi gì cũng có, nên nó tất cả những hình tướng đều là một cái đều là do sự nhận biết mà có, đúng không? Nếu nếu mà không có sự nhận biết này thì cái hình tướng này không thật sự có. Ví dụ như chiến tranh, ví dụ như tra tấn, ví dụ như là hiếp dâm, tất cả những cái đó nó đều nằm trong cái biết hết, đúng không? Trong cái khái niệm thôi, trong cái khái niệm thôi, trong cái câu chuyện thôi. Là tại vì vật chất á chỉ có hình thức khi có cái sự nhận biết nhìn nó thôi, nó chỉ là vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không không có đang hình dung nó ra như vậy á, chúng ta đang không có đang hình dung nó ra ở góc nhìn này á, thì ở một cái góc nhìn khác á, một cái góc nhìn của một con vi khuẩn đi, cái này không phải cái tay này là cả thế giới của nó, nên nó chỉ là do góc nhìn mà thôi, nó chỉ là do góc nhìn mà thôi, nó chỉ là một cái sân chơi vô giới hạn, một cái sự múa nhảy của sự nhận thức tạo ra gọi là các nguyên tử đi, một sự múa nhảy của các nguyên tử được tạo ra bởi sự nhận thức. Thế nên tất cả những hình thức đều tạm thời và một 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 hình thức trò chơi cả. Chỉ có con người do cái khổ của họ đó là cái trò chơi nào xấu, cái trò chơi nào ác. Từ khi có cái đó lại khổ. Từ khi mà cho cái trò chơi này tốt, cái trò chơi này thật sự, từ một người CEO cho tới ông ăn mày đều là tế bào của Thượng Đế hết, đúng không? Đều là tế bào của tạo hóa hết, thì làm sao mà nói
một 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 người như thế nào là thực hiện cái gì là tốt và xấu được đều là tế bào của thượng đế hết. Hitler cũng vậy thôi, cũng là một sân chơi của tạo hóa thôi, ở một cái góc nhìn khác. Nó như như chúng ta thấy bầy kiến đánh lộn nhau vậy chỉ là do góc nhìn của chúng ta ở trong cái góc nhìn của một con người mà nhìn thấy à đây là một chiến tranh, đây là sự tàn bạo. Và Hitler là Nhưng ác, là người ác, người xấu. à nhưng mà nó trong cái tương đối thì có Hitler, nhưng mà như Maharshi nói đúng không, Ramana chẳng có ai cả, mà à chẳng ai cả có một cuốn sách của Ajahn Chah nữa. Nên có anh có biết thầy Thì không Ajahn tên Chah thiền như sư? Thái Lan không? Dạ, là tại vì chúng ta đều trải nghiệm được cái đó khi mà chúng ta gọi là tỉnh thức đó, chúng ta gọi là có cái trải nghiệm khi mà suy nghĩ dừng lại, cảm xúc dừng lại, mọi thứ rồi thuộc về cái khái niệm tôi dừng lại được buông qua, thì chúng ta đều trải nghiệm là chẳng có Hitler mọi thứ đều là chung với nhau cả, một cái mỗi tế bào của chúng ta đều dính liền với nhau, cái với vũ trụ này cả, một hơi thở chúng ta đều dính liền với vũ trụ này cả, chúng ta đều chung với nhau cả, chứ không có một cái tên Hitler nào cả đúng không, mà về chúng ta bước ra một cái hình thức rộng hơn đi, chúng ta rõ ràng là kết nối với vũ trụ này qua hơi thở này, qua cái ngụm nước của chúng ta uống, qua đồ ăn, mọi thứ đó đều đã được tạo ra bởi bởi mặt trời, mặt trăng và vũ trụ này mà, đúng không? Tất cả những cái đó nó chúng ta không có tách lìa khỏi cái đó được, để mà có một cái cá thể này cũng không có, cái cá thể này đều dính liền luôn, luôn luôn dính liền với mọi thứ đó, nó không chỉ vài giây cắt lìa là cá thể này ngủm liền, nó không cắt lìa cái không khí với vũ trụ này là out liền, nó là không không thể tồn tại, nên nó không có cái hình thức riêng lẻ được, nó không có một 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 cá thể Hitler riêng lẻ được. À, cá thể Hitler cũng là mình, cũng là mình, nghĩa là tự nhận thức của mình có một cái sân chơi như vậy, có một những cái tế bào đánh lộn ở trong đây luôn luôn đúng không, trong đấy chúng ta đang đang nhìn ở góc nhìn này thôi, nhưng mà ở góc nhìn khác thì tất cả những cái con vi khuẩn này kia đang sống trên người mình đang lộn tùm lum loạn, nhưng mà đó là chỉ một cái sân chơi thôi, sân chơi của tạo hóa thôi, nguồn nhận biết của chúng ta nó không có tách biệt với tất cả cái gì hết, Trong cho cái nên dạ tình dục bản năng tất cả cái gì mà chúng ta gọi là tội ác á, nó nằm ở trong trái tim của thượng đế hết, không nó không mọi mọi một cái hình thức mà chúng ta chọn á, nó có cái hiệu quả của nó theo cái sự chọn lựa của chúng ta, đúng không, giống như chúng ta chọn một cái hình thức gì đó mà gọi là ác đi, thì cái hiệu quả dẫn tới nó là cái hình ảnh mà ác đó hiện ra, đúng không? Chúng ta đặt tên cho nó là ác thôi. Ví dụ chúng ta chọn giận thì cái hình ảnh của cái thế giới hiện ra đó nó sẽ sậm màu, nó sẽ đi theo chiều hướng đó. Chúng ta chọn ghét, chúng ta chọn đánh người vân vân, thì cái hình ảnh, cái hiệu quả diễn tới chúng ta sẽ y chang như cái chiều hướng chúng ta đang chọn như thôi. Không? Còn cái chuyện mà chúng ta gọi đó là tốt xấu ác tốt, nó là ngôn ngữ, chứ nó đều là những cái tia sáng ở trên màn hình cả, những cái tia sáng mà chúng ta đang đang nhìn trên màn hình này cả, chứ nó không có cái sự thật, nó không có cái sự thật của nó.